Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu tổ chức hội thảo khoa học Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, mùng 9 tháng 7 1912, mùng 9 tháng 7 2022. Sau hơn một tháng chuẩn bị, ban tổ chức hội thảo đã nhận được 45 tham luận. Đó là những bài viết tâm huyết đến từ các cán bộ, giảng viên, học viên trường chính trị tỉnh, lãnh đạo các trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí lãnh đạo của ban tuyên giáo tỉnh ủy, đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo một số trung tâm chính trị cấp huyện. Hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ với chủ đề Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực, là một hoạt động quan trọng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong các hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đề ra trong năm 2022. Đây là dịp để các đại biểu nghiên cứu, tuyên truyền, làm rõ thêm về thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc Việt Nam. Thể hiện sự tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay đối với một bậc tiền bối, một người con ưu tú của Đảng và dân tộc. Qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết được Quốc hội thông qua chiều ngày 16 tháng 6 yêu cầu đưa sách giáo khoa bổ sung vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá khi sửa đổi luật giá. Nghị quyết nêu rõ trước mắt Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan có biện pháp hạ giá sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, miền núi, vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng quy định về tài liệu tham khảo, chống lãng phí. Quốc hội yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học, đặc biệt là môn học lịch sử, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội về môn học lịch sử là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục trung học phổ thông, kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp cùng với Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị theo dõi tiến độ đấu thầu thuốc của từng gói thầu tập trung, đấu thầu bổ sung tại Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh để kịp thời có ý kiến, tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm thuốc không đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị có liên quan cũng được đề nghị tham gia có hiệu quả vào quá trình lựa chọn nhà thầu để tìm ra nhà thầu đủ năng lực, tiết kiệm và hiệu quả. Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới để cấp cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Với những công dân có hộ chiếu mẫu cũ được cấp trước ngày 1 tháng 7 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như Vịnh Hạ Long, Kinh Đô Huế, Đền Hùng, Phố Cổ Hội An, Thánh Địa Mỹ Sơn, Bến Cảng Nhà Rồng. Đối với các mẫu hộ chiếu ngoại giao công vụ phổ thông gắn chip điện tử, Bộ Công an dự kiến sẽ cấp phát cho công dân vào quý 3 của năm nay. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần giá xăng dầu tăng liên tục, trung tuần tháng 6 vừa qua thì các cơ quan chức năng của tỉnh đã đồng ý phê duyệt điều chỉnh giá cước vận tải hành khách nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Ghi nhận của nhóm phóng viên khởi động ngày mới, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời gian qua, giá xăng dầu đã có nhiều lần điều chỉnh theo hướng tăng lên ở mức cao. Cụ thể, giá dầu diesel ngày 14 tháng 6 ở mức là 29.000 đồng một lít, tăng 12.500 đồng một lít, tăng 76% so với cuối năm 2018. Từ đó đã tác động không nhỏ đến hoạt động vận tải nói chung, hoạt động vận tải hành khách nói riêng. Cùng với việc ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch COVID-19, việc tăng giá xăng dầu đã gây thiệt hại nặng nề đến tình hình hoạt động của các công ty vận tải. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân Hà hiện kinh doanh vận tải hành khách ở 7 tuyến đường dài liên tỉnh và 2 tuyến nội tỉnh với 33 đầu xe, 20 đầu xe tuyến đường dài. Với đà tăng giá nhiên liệu trong thời gian qua, để đảm bảo duy trì được hoạt động của đơn vị cũng như việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, công ty đã có sự đề xuất điều chỉnh giá cước vận tải phù hợp với tình hình thực tiễn.
Cụ thể, đối với tuyến Lai Châu Hà Nội và ngược lại tăng từ 300.000 đồng lên 350.000 đồng. Tuyến thành phố Lai Châu, bến xe thành phố Thái Bình từ 380.000 lên 440.000 đồng. Bến xe thành phố Lai Châu, bến xe thành phố Sơn La từ 170.000 đến 200.000 đồng. Sau khi mà giá nhiên liệu tăng như thế thì chúng tôi cũng có gửi hồ sơ lên Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính để xin điều chỉnh tăng giá cước vận tải. Thì sau khi được hai sở chấp thuận tăng giá cước vận tải thì bọn chúng tôi có được tăng lên là bình quân các tuyến là 16 đến 20%. Vâng, riêng tuyến Hà Nội thì được tăng lên là 50.000 trên một lượt khách. Sau khi chúng tôi được chấp thuận tăng cái giá cước như tôi vừa nói ấy, thì là cái giá nhiên liệu lại tiếp tục tăng. Và bây giờ giá nhiên liệu hiện tại là 29.600 đồng trên một lít. Nói chung là về cái việc tăng giá ấy, thì cũng có bù đắp được một cái phần mà chi phí cho doanh nghiệp. Nhưng mà cũng không thể nào mà bù đắp được hết so với cái giá nhiên liệu nó tăng 6 lần như thế. Nhưng mà doanh nghiệp với lại người dân thì cũng có chia sẻ với nhau. Mỗi doanh nghiệp và người dân thì nói chung là mỗi bên là chịu một ít. Vì là cái giá nhiên liệu nó tăng như thế thì mỗi bên hỗ trợ nhau một ít thôi. Theo số liệu mới nhất từ Sở Giao thông Vận tải, đến nay đã có 5 đơn vị vận tải hành khách gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Nam Lai Châu, Ngân Hà, Việt Anh Lai Châu, Thế Anh Lai Châu và Hợp tác xã Hợp Lực nộp hồ sơ kê khai lại giá cước. Căn cứ đề xuất của các đơn vị, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Sở Tài chính xem xét và chấp thuận cho các đơn vị điều chỉnh lại giá cước. Theo đó, giá cước mới được chính thức thực hiện từ ngày 13 tháng 6 đối với 18 chuyến vận tải với mức tăng bình quân từ 10 đến 18% trên từng tuyến so với năm 2018. Để đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người dân, đồng thời kiểm soát bình ổn giá trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả, bình đẳng. Theo đó, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, các tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho các đơn vị giảm tần suất, tạm dừng khai thác một số tuyến không hiệu quả, điều chỉnh, mở mới một số tuyến vận tải phù hợp với nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong cái thời gian vừa qua, thì giá xăng dầu đã có nhiều lần điều chỉnh, tăng giá ở mức cao. Cụ thể như giá dầu diesel ngày 14 tháng 6, ở mức là 29.000 đồng một lít, tăng 12.500 đồng trên lít, là tăng 76% so với năm 2018, đã tác động không nhỏ đến hoạt động vận tải, đặc biệt là hoạt động vận tải hành khách. Trong thời gian vừa qua, số doanh nghiệp đã đề nghị điều chỉnh kê khai tăng giá cước phù hợp với giá nhiên liệu quy định tại thông tư 233, thông tư Bộ Tài chính ngày 11 tháng 11 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 56/2014, thông tư của Bộ Tài chính ngày 24 tháng 8 năm 2014. Thì đến nay thì đã có 5 đơn vị đã làm hồ sơ đề nghị điều chỉnh cũng như kê khai lại giá cước. Thì Sở Giao thông đã phối hợp với Sở Tài chính xem xét và ghi nhận cho các đơn vị điều chỉnh lại giá cước và thực hiện từ ngày 13 tháng 6 đối với trên 18 tuyến vận tải ở mức tăng bình quân từ 10 cho đến 18% trên từng tuyến so với năm 2018. Song song với đó, Sở Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo các đơn vị khai thác bến xe xem xét giảm giá dịch vụ bến, dịch vụ ra vào bến, đỗ xe qua đêm và các dịch vụ khác. Niêm yết đầy đủ các thông tin về tuyến vận tải, hành trình, lịch trình chạy xe, giá vé theo quy định. Đồng thời chỉ đạo bộ phận thanh tra tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định về kê khai, niêm yết giá và việc bán đúng giá vé đã kê khai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh kê khai lại giá cước của các đơn vị vận tải hành khách phù hợp với mức tăng nhiên liệu hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các ngành và địa phương và ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Phong Thổ đã triển khai nhiều hoạt động giúp người cao tuổi trên địa bàn của toàn huyện sống vui, sống khỏe, sống có ích, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy uy tín, kinh nghiệm trong cộng đồng xã hội. Tuy tuổi cao nhưng nhiều hội viên người cao tuổi còn có sức khỏe, năng động, đặc biệt là làm kinh tế giỏi, tự tin truyền đạt kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh và tích cực đóng góp hỗ trợ cho các hoạt động của hội. Những việc làm của người cao tuổi góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Tạo điều kiện giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, thời gian qua, ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện đã phối hợp với các ngành đoàn thể huyện tạo nhiều hoạt động bổ ích cho hội viên người cao tuổi tham gia, như thể dục thể thao văn nghệ, nhất là môn bóng chuyền hơi,
không chỉ cải thiện được nhiều vấn đề sức khỏe khi tập luyện thường xuyên, mà còn là sợi dây kết nối giúp người cao tuổi được giao lưu gần nhau hơn. Trước thì ông coi như là chưa có cái bóng chuyền hơi này, thì ông tập luyện ở cái độ coi như bơi với lại thể đạp xe đạp. Đấy. Còn ngày coi như là tham gia cái bóng chuyền hơi này thì ông thấy là coi như là cái sức khỏe nó nâng lên rất là bổ ích cho bản thân mình. Nó là coi như là được cái là nó nhanh nhẹn tất cả, chứ không phải riêng như đạp xe đạp. Trên địa bàn huyện hiện có 2 câu lạc bộ thể thao, 8 đội văn nghệ, 2 câu lạc bộ dưỡng sinh tâm thể với 9 điểm tập, thu hút trên 50 người cao tuổi tham gia. Đặc biệt, huyện đã thành lập được câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc Thái tại thôn Đoàn Kết, thị trấn Phong Thổ, gồm 54 hội viên là những nghệ nhân người cao tuổi, hội viên phụ nữ có năng khiếu, có khả năng sáng tác, giản dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật. Câu lạc bộ được thành lập sẽ nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái, đồng thời truyền dạy cho thế hệ trẻ học tập và tham gia. Trong cái câu lạc bộ này ấy, là cái tiêu chí là sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị những mặt văn hóa cái còn, cái mất của dân tộc Thái, những cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Ví dụ như là trong đó có những mặt, một là phi vật thể như là dân ca này, dân vũ này, rồi là nhạc cụ, tức là trình diễn nhạc cụ. Đấy, là những cái mặt này là hiện nay là nó trở thành cái xa lạ đối với lớp trẻ. Bên cạnh tổ chức các sân chơi cho người cao tuổi, công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng được các cấp hội quan tâm thực hiện. Hàng năm, toàn huyện có trên 3.800 người cao tuổi được tư vấn khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế, hơn 4.900 người cao tuổi được khám sàng lọc mắt miễn phí. Ngoài ra, hàng trăm người cao tuổi trên địa bàn huyện còn tích cực phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở địa phương, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, khu vực biên giới. Phát huy vai trò trong công tác phát triển kinh tế, nhiều cao tuổi, tuy tuổi cao nhưng mà vẫn tham gia phát triển kinh tế. Hiện nay toàn huyện có hơn 92 người cao tuổi, được công nhận là người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Một nữa là phát huy người cao tuổi trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, đấy là vận động con cháu này tham gia bảo vệ an ninh chính trị này, phát huy vai trò trong công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là vấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc. Người cao tuổi là người có tuổi đời từ 60 tuổi trở lên, có kinh nghiệm tích lũy nhiều tri thức và có bài học quý giá. Vì vậy, trách nhiệm của các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể cần thường xuyên quan tâm chăm sóc để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, động viên phát huy tốt vai trò của người cao tuổi trong việc tham gia xây dựng gia đình, tổ chức hội và xã hội thêm tốt đẹp. Tháng 5 năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên đã tổ chức khám chữa bệnh cho trên 5.600 lượt người, trong đó khám cho người nghèo 545 lượt người, khám cho trẻ em dưới 6 tuổi 508 lượt. Trong tháng xảy ra một số dịch nhỏ lẻ như là cúm, tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm gan virus, huyện đã tiến hành tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccine cho 114 trẻ dưới 1 tuổi, lũy tích là 342 trẻ đạt 31,9%. Các cơ sở y tế đã thực hiện tốt các biện pháp an toàn trong tiêm chủng, không để xảy ra trường hợp tai biến do tiêm chủng. Than Uyên có 100 hecta chanh leo liên kết với công ty cổ phần xuất khẩu thực phẩm Đồng Sao. Qua khảo sát trên địa bàn huyện Than Uyên, có nhiều địa điểm phù hợp với trồng và phát triển mở rộng diện tích chanh leo. Do vậy, công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Sao đã làm việc với huyện và triển khai dự án trồng chanh leo tại các xã Mường Kim, Tà Mung, Pha Mu, thị trấn Than Uyên, Mường Than. Đến thời điểm này, người dân đã nhận giống đợt 1 và trồng được trên 7 hecta. Việc liên kết trồng chanh leo không chỉ giúp người dân trên địa bàn các xã của huyện chuyển đổi cây trồng có năng suất, thu nhập cao, mà còn tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng, góp phần thực hiện thành công chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Việc đưa những giống cây trồng năng suất và chất lượng cao vào gieo trồng, nên chất lượng cũng như sản lượng của các loại cây lương thực tại huyện Phong Thổ đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.
tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm đạt 4.130 tấn, đạt 11,6% kế hoạch, tăng 99 tấn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó diện tích lúa thực hiện được 2.420 ha, diện tích ngô 3.484 ha. Đây là kết quả tích cực trong phát triển cây lương thực của huyện Phong Thổ. Trong đó việc chú trọng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với sản xuất hàng hóa đang là hướng đi mà huyện Phong Thổ hướng tới. Thưa quý vị và các bạn, dân tộc Mảng là một trong những dân tộc rất ít người cư trú trên địa bàn của huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Với xuất phát điểm thấp, chính vì vậy đời sống kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các chính sách được đầu tư đồng bộ và hiệu quả đã góp phần thay đổi vùng đồng bào dân tộc Mảng trên địa bàn huyện. Ghi nhận của nhà phóng viên Khởi động Ngày Mới, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gia đình anh Lò Văn Chiến ở bản Nậm Nó 2, xã Trung Trải là một trong những hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi phát triển kinh tế. Với điều kiện tự nhiên sẵn có, sau khi di chuyển ra nơi ở mới, anh Chiến đã tìm tòi, học hỏi và bắt tay vào phát triển chăn nuôi gia súc. Đến nay, đàn gia súc của gia đình anh luôn duy trì hơn 10 con trâu và 10 con bò. Từ khi bắt tay thực hiện mô hình kinh tế mới, cuộc sống của gia đình anh đã dần ổn định, có thêm điều kiện để mở rộng chăn nuôi các loại gia cầm, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Bản thân tôi thì tôi đi làm thuê làm mướn ở ngoài về xong lại tôi mua con giống nuôi dần, nó phát triển dần, khi con nào trưởng thành đủ bán là tôi bán đi. Và với lại đấy này chung cả trâu và đàn bò thì tôi cũng có nuôi, tôi nuôi để sản xuất cho gia đình cho cá giả tí. Về cái thu nhập cho gia đình thì nói chung thì một năm thì nếu mà tính ra tất thật thì nó cũng vào đôi vài chục triệu. Nó được cho gia đình nó tiêu dùng, nó cũng tiêu tốn coi như là cũng thiếu hẳn và vẫn có tiền để dùng. Xã Trung Trải hiện là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn của huyện Nậm Nhùn. Đây cũng là một trong những xã có đông đồng bào dân tộc Mảng sinh sống. Trong khoảng gần 10 năm trở lại đây, có thể khẳng định từ các chương trình chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, mà đặc biệt là quyết định số 1672 được triển khai đã có tác động trực tiếp tới mọi mặt đời sống của bà con đồng bào dân tộc Mảng trên địa bàn xã. Người dân giờ đây đã từng bước thoát khỏi khó khăn, công tác giảm nghèo cũng cơ bản được đảm bảo. Đối với đồng bào dân tộc Mảng thì trong thời gian mấy năm qua thì được Đảng, Nhà nước quan tâm, đặc biệt là liên quan đến chính sách dân tộc thì bà con nhân dân đồng bào người Mảng đã có sự phát triển chuyển tiến bộ so với mấy năm trước kia, bởi vì là hiện nay thì có nhiều chương trình chính sách được tới tận tay bà con, được nguyện vọng bà con, cho nên là quá trình triển khai thực hiện các cái chính sách đề án cũng được bà con quan tâm. Đồng bào dân tộc Mảng trên địa bàn huyện Nậm Nhùn sinh sống ở 15 bản thuộc các xã Hua Bum, Nậm Ban, Trung Trải, Nậm Pì, Nậm Hàng với tổng số 653 hộ, hơn 3.100 nhân khẩu, chiếm 11,31% dân số toàn huyện. Những năm qua, thực hiện quyết định số 1672 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển kinh tế xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao, cùng với chính sách hỗ trợ khác đã góp phần giải quyết những khó khăn về phát triển sản xuất, sức khỏe, y tế, bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mảng trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ của tỉnh, đặc biệt là các cái dự án, đề án cho đồng bào dân tộc Mảng, nên đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc Mảng nói chung và cộng đồng dân tộc Mảng nói riêng tại huyện Nậm Nhùn thì có những cái sự thay đổi rất tích cực. Thứ nhất là tại các khu vực mà đồng bào dân tộc Mảng sinh sống thì cơ sở hạ tầng đã được đầu tư tương đối là đồng bộ, từ đường giao thông, trường, trạm, nước sản xuất, nước sinh hoạt. Cái thứ hai là cái kinh tế của bà con cũng được quan tâm hỗ trợ, từ cây con giống cho đến các chính sách về khai hoang, thủy lợi phí, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Từ đó góp phần nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho bà con dân tộc Mảng. Ở thời điểm hiện tại,
có thể thấy đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc Mảng trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đã có những đổi thay tích cực. Tuy nhiên, một thực tế để công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc này được bền vững, thì các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Nậm Nhùn cần có những giải pháp căn cơ và đồng bộ hơn nữa. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Khởi động ngày mới tiếp theo.